cắt, diễn lại. Đôi khi cần một nguồn năng lượng để tiếp lửa đam mê. Sữa chua uống từ thực vật đầu tiên tại Việt Nam qua khai. Với thành phần từ khoai lang tím trồng theo tiêu chuẩn xuất Nhật, loại thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng, kết hợp với phương pháp lên men tự nhiên bằng vi khuẩn lactic, giữ trọn 21 loại vitamin và khoáng chất, giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chất xơ tự nhiên, đã được chứng nhận bởi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe đường ruột, phòng ngừa bệnh tật. Tiếp thêm hứng khởi cho ngày làm việc hiệu quả. Vị thơm ngon, dễ uống, sữa chua uống qua khai, nhân đôi sức khỏe, chia sẻ niềm vui.